Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi hôm nay. Tôi đề cập tới vấn đề tâm tánh để các Phật tử để ý vấn đề tu tâm dưỡng tánh trong đạo Phật. Thường thường là trong đạo Phật có nhiều người chưa có cái điều kiện gặp thầy, gặp bạn, chưa có điều kiện quy y. Người ta ở tại nhà thôi, nhưng mà người ta có cái tấm lòng lành, ít có nghĩ ác, nói ác, làm ác. Thành ra khi mà nói tới vấn đề tu thì người ta nói rằng ta chưa có đi chùa được, chưa trở thành một người Phật tử có nghi lễ đàng hoàng để trở thành người Phật tử, nghĩa là chưa quy y. Nhưng mà người ta thường là tu tâm dưỡng tánh, thì cái ý thức tổng quát của cái người bình dân mà có cái đức tin với đạo Phật thì cái từ mà tu tâm dưỡng tánh đó là người ta hiểu một cách chung chung vậy thôi, chứ chưa hiểu thế nào là tâm, chưa hiểu thế nào là tánh cho nó rõ ràng. Thế thì hôm nay trong cái đoạn mà của cái bài, của cái phẩm mà phẩm gì vừa rồi nè, phẩm pháp sư nè, phẩm pháp sư tới cái đoạn mà vấn đề là tâm tánh, rồi trong thiền gia của đạo Phật á, nó có cái từ mà từ cái lập trường của Bồ Đề Đạt Ma, là cái phái thiền gia đó ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái đường lối của Bồ Đề Đạt Ma: bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nó có cái cách tu không cần học nhiều, bằng chữ nghĩa, bằng ngôn từ. Đó là cái chủ trương gọi là bất lập dân tự. Giáo ngoại biệt truyền là phân tách, hướng dẫn cái cách nào đó cho nó phù hợp căn tánh của người nào đó, để mà người ta tỏ ngộ được cái tâm của người ta. Chỉ thẳng cái tâm người ta để cho người ta biết cái tâm của người ta là cái gì, rồi phải sửa như thế nào, phải tu tập như thế nào, rồi hướng dẫn cho người ta thấy được tánh. Mà làm sao cho hướng dẫn kiểu nào cho người ta tỏ ngộ, người ta thấy được tánh người ta. Thế là thấy, chỉ thẳng tâm người để cho người ta thấy tánh là ta thành Phật. Còn văn tự, ngôn ngữ không cần thiết. Thì đó là cái khẩu hiệu sấm sét của Bồ Đề Đạt Ma: bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì cái đoạn này à,
sao Như Lai diệt độ. Có ai thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu người đó, người đó cùng Như Lai ở chung. Sự thật có thế ư? Hình mạo Như Lai thế nào khi Như Lai tâm, khi Như Lai làm những điều đó, lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu, mà người đó nằm chung ngủ chung với Như Lai, sự thật có vậy sao? Trả lời rằng như ta đã biết, gọi là Như Lai đây tức là Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm thì ai cũng có. Cái thể của Như Lai viên giác diệu tâm là bất biến. Cái thể bất biến thì gọi là như. Còn cái dụng tùy duyên của tâm thì gọi là lai. Chứ lai là chỉ cho cái dụng tùy duyên là lai. Vì vậy Như Lai là thể dụng, là tâm tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người. Thể dụng, thí dụ như mặt nước của cái sông, sông Cần Thơ, sông Cần Thơ mà đi xuống biệt, trên đường Cần Thơ đi xuống Trà Ôn á, các vị đi có lần nào các vị đi coi. Mình nói biển thì là thường thường là các vị thấy cái dụng, chứ các vị khó mà thấy được cái thể. Là vì biển lúc nào cũng có sóng. Thì cái thể nước mà phẳng lặng các vị khó thấy lắm. Còn cái miệt mà sông Hậu Giang đó, có những cái bữa mà hoàn toàn êm trời đó. Mình đi một chiếc thuyền ra đó rồi mình thấy nghe là nước coi như nó dung sội. Bởi vì cái trái đất nó tròn, thành ra là mình nhìn cái mặt sông mà nó xa cả mấy cái số bên kia đó, mà thấy nước làm như nó đầy, nó dung lên mà nó phẳng lặng. Thì cái phẳng lặng đó là chỉ cái thể của nước là phẳng lặng vậy đó. Còn cái sóng mà khi nào mà có gió sóng nổi ào ạt, sóng mòi bong bóng bọt ào ạt lô xô á, là dụng. Thành ra cái mà sóng mòi bong bóng ào ạt lô xô là cái dụng của cái phẳng lặng như gương kia. Cái thể nước thì nó phẳng lặng như gương. Thì thể như dụng là không bao giờ tách rời ra được. Hễ có gió thì cái thể phẳng lặng kia nó thành ào ạt lô nhô. Rồi hết gió thì cái ào ạt lô nhô đó nó trở về cái thể, mà hai cái đó không có khác nhau, mà nó không phải một. Thể ví dụ không khác mà không phải một. Giống như nước với sóng không khác mà không phải một. Vì cái nước thật sự nó, cái thể của nó là phẳng lặng như gương. Nhưng mà khi có gió thì nó khởi ra cái diệu dụng của nó là lô nhô ào ạt, một bóng bọt. Thì tâm và tánh của chúng ta nó cũng giống như vậy, cũng không bao giờ tách rời ra được. Hằng ngày của chúng ta mà sử dụng hằng ngày đó là tâm. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, mọi cái công việc hàng ngày mà ta sử dụng đó, qua sáu căn của ta đó, do cái thấy mà ta phân biệt về màu sắc, về sự vật, do cái nghe mà ta nghe tất cả âm thanh ta phân biệt, do cái ngửi mà ta biết các cái thứ hương thơm mùi vị, thích hay không thích, do cái lưỡi mà ta biết cái vị mặn lạ, chua, cay, đắng, chát,
do cái thân mà ta biết nặng nhẹ, nóng lạnh, trơn láng, rít, vân vân. Do cái ý mà ta biết phân biệt mọi sự vật, cái này không phải là cái kia, cái kia không phải là cái này. Ta nhận thức cái sự khác nhau của sự vật hiện tượng. Thế thì là hàng ngày mà ta sử dụng 6 cái giác quan đó, nó làm cho ta có 6 cái cách phân biệt dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Đều là cái công dụng mà ta sử dụng cái tâm của chúng ta, cho chúng ta chưa biết cái tánh đâu. Rồi cái tâm đó ta thường gọi là tu tâm đó mà. Thế thì là mình phải biết cái tâm. Đây thì gọi là trực chỉ nhân tâm, là phải hiểu cái tâm thế nào là cái tâm cái đó. Chỉ thắng để cho mình thấy cái đó là cái tâm đó, đó là cái dụng diệu dụng của cái tâm. Thí dụ như giờ mình thấy những cái điều gây mắt, mình nổi giận, mình nổi giận, mình bực bội, mình sinh ra đau khổ là vì cái thấy. Bực bội vì cái thấy, đau khổ vì cái thấy, ghét bỏ vì cái thấy, hoặc là thương yêu đau khổ vì thương yêu cũng do cái thấy. Thế thì cái thấy làm mình đau khổ. Mà cái thấy là cái gì? Như vừa nói, cái thấy đó tức là cái diệu dụng của tâm. Mà cái thấy mà mình sinh ra thương rồi cũng sinh đau khổ, hoặc thấy ghét cũng sinh ra đau khổ. Thế thì gọi là tu tâm là phải biết trị cái chỗ đó. Tu tâm là tu cái đó. Tu làm sao cho khi mình thấy, thấy thương đừng đau khổ vì thương, mà giá như trường hợp thấy ghét cũng đừng đau khổ vì ghét. Đó, gọi là tu tâm là phải tu vậy. Tôi nói thí dụ như đây nè, tôi nói đây có cô Diệu Kim này nè, cô phải ráng mà cô tỉnh cô nghe giùm cho tôi. Tôi nói rằng tôi không có vấn đề phân biệt giàu nghèo, nhưng mà thành thật mà nói, những cái người mà khó khăn, làm ăn khó khăn, tiền của ít, thì đừng có cúng cho tôi nhiều. Có cúng là cúng chút xíu, lâu lâu cúng chút xíu gì đó để gọi là cái lòng thì tôi rất là vui. Nhưng mà nhín ăn nhín mặc mà đem cúng cho tôi là tôi không chịu được. Mà cô Diệu Kim là cái người tôi biết rõ là cái kinh tế khó khăn, mà ăn rất khó khăn, mà bữa nào cũng đem một ôm về. Cái đào ghê gớm của tôi lắm, đây là mới đem một ôm kia nữa, chịu không nổi nữa. Mà nói cả năm rồi cũng không được. Ăn như vậy làm sao mà tôi ăn được, ăn sao cho vô. Trong khi đó có cái những cái mua, những cái mà tôi không thích, tôi không có thọ dụng được, tôi phải kiếm người khác mà tôi cho. Trong khi đó bản thân cô Diệu Kim thì cực khổ nhín nhúc tiền bạc, tự mình không dám ăn, có khi bệnh cũng không dám uống thuốc. Mình đem làm như vậy là sao tôi chịu được, mà nói cả năm không được. Lần nào tới cũng hỏi thăm sức khỏe, rồi chiều chuộng coi như săn sóc á. Hơi nào mà làm cái việc đó thấy ngồi dày là biết còn sống chứ gì nữa. Rồi còn hỏi nhiêu tuổi, 70 tuổi là biết sắp chết chứ gì nữa mà nói chuyện. Ngày nào cũng hỏi 2-3 lần, gọi điện thoại mà gọi 2-3 lần người chết rồi. Trời ơi, ở đây gọi điện thoại lên trên rừng, trên sông bé mà 3 lần hỏi thì còn gì tiền bạc nào mà chịu nổi. Một lần gọi vậy là nói, nghĩa là tôi mà không cúp là nói luôn cả 20-30 ngàn, tiền đâu đóng, thăm cái gì kỳ cục vậy. Cho nên là học đạo mình phải biết thầy nói, mình phải nghe, và muốn giúp đỡ cúng dường thầy, có thầy cần cái gì, cái nào thầy không cần thôi, chứ làm vậy tiền đâu chịu nổi. Rồi đây là mới ra thì là tôi nói cái đầu tôi đó, cái đầu tôi dưỡng, cái đầu tôi không dám cho nó động, mà lợi hỏi thăm cái rồi đem đồ để đó
Để đó tôi nói tôi không có lấy đâu đem về ăn đi. Cái rồi năn nỉ, năn nỉ là cái đầu của tôi nghe cái nó bực cái lỗ tai rồi. Cái bực lỗ tai rồi thì cái tâm của tôi nó trở thành không sử dụng chân tâm được nữa mà thành vọng tâm. Thấy chưa? Bực quá rồi, bực gì cái lỗ tai. Mà tôi ráng mà tôi không bực là nó khổ tôi dữ lắm, mà tôi ráng là nó khổ tôi. Thì thành ra vô tình quý thầy mà làm cho thầy khổ. Thầy mất công tu muốn chết thầy. Còn thầy không tu là thầy nổi giận lên, là thầy nói cọc cằn cái nữa thầy hư thầy rồi. Thầy nói cọc cằn lên nó mới thấm mà là hư thầy rồi. Cho nên là gọi là tu tâm là tu cái gì? Ví dụ như cái thấy nó có thể sinh ra thương ghê gớm. Mà nó thương mà thương không trúng chỗ rồi tự nó thương tầm bậy tầm bạ. Thì nó sinh ra một cái thứ thương dẫn dơ. Chẳng hạn như trong cái vở kịch một lần đó, tôi có nghe cái vở kịch của có một cái anh chàng gì đó mà cái gọi là tình yêu đơn phương á. Trời, tình yêu đơn phương á, nó thương tầm bậy tầm bạ, nó khổ vô cùng. Người ta không có thương mình, thậm chí mình chưa có dám nói gì với người ta, cho nên là tự thương vậy hả. Cái kiểu giống như Kiều với Kim Trọng á, rằng từ ngẫu nhĩ đến nay thầm yêu trộm nhớ bấy lâu chốc mầm, thầm yêu trộm nhớ vậy, tự yêu thầm tự nhớ trộm vậy. Tình nên nói cái thấy đó, thương cái thứ đó là khổ ghê gớm, cái đó là vọng tâm là vậy đó. Cho nên nói cái thấy không à, thấy cái rồi thương, bắt đầu thương, thương đơn phương thương mình vậy. Hoặc là thấy rồi ghét, thấy không, ghét. Thế thì là khổ vì ghét là do con mắt, khổ vì thương cũng do cái thấy của con mắt đó. Cho nên cái người mà gọi là tu tâm là phải biết cái tâm của mình là cái gì. Cái tâm của mình nó biểu lộ ra con mắt. Mà thấy mà yêu đơn phương rồi đau khổ bậy bạ thì đó là phải tu, phải sửa cái đó đi. Hoặc là thấy rồi ghét cũng phải sửa cái đó đi. Thấy đừng có ghét. Cái pháp tánh không hề có ghét có thương. Mọi người không hề có ghét có thương. Nhìn mọi người mà với một cái tâm thanh tịnh là không hề có người nào đáng thương và người nào đáng ghét. Vậy mà khi mà mình nhìn cái người đáng thương và mình người là thấy cái người nào đó đáng ghét là mình đã sai rồi. Mình sử dụng vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Đó, cho nên gọi là tu tâm là tu cái đó. Thật sự đây nè nè, mình nhìn bằng con mắt bình thường, an lành thanh tịnh, không có người nào đáng ghét. Và ngược lại cũng không có người nào là đáng thương. Mà nó bình thường, ta xử sự người ta làm sao mà cho nó đẹp lòng. Luật pháp xã hội chấp nhận, lương tâm lương tri con người chấp nhận, sống như vậy là đẹp rồi, không cần thương. Cũng như ngược lại không cần ghét. Mà có thương có ghét là cái tâm của mình bị vọng tâm nó chen vô rồi, cần phải sửa. Mà cái người biết sửa như vậy hạn chế được cái thương vì cái thấy, cũng như hạn chế được cái ghét vì cái thấy, gọi đó là người tu tâm. Đó là nói về con mắt. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai cũng là cái tâm nó biểu hiện ra. Cái tâm mình nó biểu hiện ra sáu căn mà. Nghe mà sanh cảm tình mà thương, rồi cũng nghe mà sanh ra ác cảm mà ghét. Mà thương ghét đều là nguyên nhân của đau khổ. Thế thì là phải có cái tín niệm luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức. Trong khi nghe phải kiềm chế cái tâm mình trong tín niệm, nghe đừng ghét, đừng giận, cũng như là đừng thương, đừng yêu. Thế thì là nếu nó có thương yêu
bất tử bạc mạng thì phải chỉnh đốn nó lại. Đó là cái cách ta gọi là tu, tu tâm đó. Các vị kinh nghiệm thử coi, chúng ta bị những cái đó mà khổ chứ. Chứ cái khổ đó đâu có trên trời rơi xuống đâu, không có. Núi sông đất liền trời tăng, mây nước cỏ cây hoa lá, không hề có một cái nào nó làm cho ta đau khổ, cũng không hề có cái nào nó làm cho ta vui vẻ. Nó là cái tánh của nó, gọi là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái này như cái bình hoa này nè, đó, bình hoa này là nó vậy đó, nó vậy đó, mà nhìn nó vậy, thưởng thức nó vậy thôi. Đừng sanh tâm muốn lấy, đừng sanh tâm ghét bỏ. Là cái tánh thanh tịnh đó vậy, mình có quyền thưởng thức cái màu sắc, cái hương vị, cái đẹp đẽ của nó. Nhưng mà phải tu tâm dưỡng tánh, đừng có khởi cái tâm muốn lấy. Cũng như là có cái hoa nào mình không vừa lòng, cũng đừng có cái khởi tâm bực bội mà muốn trừ khử nó đi. Vì muốn trừ khử bỏ nó đi là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Khởi cái tâm muốn lấy, thích, đam mê nó cũng là nguyên nhân của đau khổ. Đó là cái cách mà nhận thức về cái tâm của mình để mà tu sửa. Chữ tu có nghĩa là sửa nó đó, điều chỉnh nó đó. Thế thì là cái thấy là nó cũng vậy, cái nghe cũng vậy, cái ngửi cũng vậy. Ngửi bằng lòng thì thích thú, đam mê, mà ngửi không bằng lòng thì bực bội, đau khổ. Cái lưỡi cũng vậy, ăn bằng lòng thì hoan hỷ, mà ăn cái gì đó mà không bằng lòng thì đau khổ, bực bội. Ở trong gia đình có khi nó bực bội vì cái ăn, có khi là vợ chồng cũng thân yêu nhau lắm đó, nhưng mà chẳng may ra thì có cái bà nội trợ nấu ăn không hợp khẩu vị, rồi mỗi lần lên tới bữa ăn là buồn bực, là muốn đi chỗ khác ăn, có người khác nấu ăn ngon hơn. Do vậy cho nên các bà nội trợ có khi là cái nhà cửa coi cái gì cũng đẹp hết á, nhưng mà là có cái vợ chồng mà khi mà nấu tới bữa ăn mình có cái khả năng mà nấu cái khẩu vị mình không khéo là ông chồng này nó tìm cái chỗ rồi, nó tìm cái chỗ có người nấu dữ rồi, cho nên lên đó nó ăn cái mặt mày nó lơ vậy à, rồi cái lát rồi đi lại chỗ kia. Thế thì là đó là do cái tâm đấy, cái tâm nó biểu lộ qua cái thiệt thức, cái khẩu vị đó, mà nó tức là thiệt thức đó, thì nó sinh ra yêu hoặc nó sinh ra ghét, nó sinh ra đam mê hoặc nó sinh ra bực bội. Ăn không ngon nó bực bội, bà này nấu không ngon, tôi lại có nhỏ em út kia nấu ngon. Thế là trong gia đình nó mất cái sự vui vẻ đó, là do cái tâm nó biểu lộ ra cái lưỡi đấy, thân là ý, thân cũng vậy. Ví dụ như giờ nhà cửa mà của sao mà tao mời lợi ở nhà kia sao thấy nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ, còn về nhà mình sao mà nó cái chỗ ở thì nó không giữ ý nhau vậy đó, nó cũng sinh ra bực bội. Nệm em đồ đạc nó không sạch sẽ, thí dụ vậy. Thế thì là cái xúc chạm của thân này nè, nó bất mãn không giữ ý đi, thế thì nó sinh ra hoặc đam mê cái chỗ nào đẹp hơn, hoặc là bực bội và giận dữ những cái hoàn cảnh mà mình đang bị, đang thọ mà mình không muốn, sinh bực bội. Thế thì là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình là cái cơ quan mà nó liên, nó là cái trung gian đứng giữa trần, sắc trần. Sáu cái giác quan của mình nó gọi là sáu căn, nó đứng trung gian giữa sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần, nó sinh ra sáu cái thứ phân biệt gọi là sáu thức. Từ cái sáu thức đó, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là đam mê, hoặc là bực bội, cái đó tức là nó biểu hiện ra cái tâm của mình đó.
Tâm đó là cái tâm phân biệt, là nó xen cái vọng tâm ở trong đó rồi đó. Còn có thương có ghét, còn có đam mê, có không bằng lòng, có bất mãn, là vọng tâm rồi đó. Phải điều chỉnh được cái đó gọi là tu tâm. Tu tâm là vậy. Cho nên kinh Duy Ma Cật nó có cái từ bất tư nghì giải thoát. Cái từ này nó hay lắm. Như tôi nói nãy giờ, nếu mình thấy cái sắc đó mà mình đẹp, mình cảm tình, mình khổ vì cái cảm tình cái đẹp, hoặc là mình thấy cái màu sắc đó, cái sự vật đó, mình khinh khi, mình chán bỏ, mình ghét nó, nó sinh ra khổ vui do cái thấy. Thì cái người mà tu mà ta có khả năng điều chỉnh lục căn của người ta đó, thì người ta cũng vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, hoạt động mọi lĩnh vực ở trên thế gian này bình thường, mà người ta điều chỉnh cái tâm của người ta không thương, không ghét, không đam mê, không kỳ thị, là không mà có muốn lấy và cũng không có muốn bỏ. Thế thì là người ta điều chỉnh cái tâm của người ta như vậy đó. Thế thì người ta có cái sự sống an lành, an vui tự tại, mà người ta vẫn đi đứng hoạt động bình thường. Cái vui đó, cái vui an lạc thanh tịnh đó, trong kinh Duy Ma Cật ta gọi là bất tư nghì giải thoát. Cái sự giải thoát của cái người mà có cái trình độ nhận thức mà điều chỉnh sáu căn của mình á, là cái người đó ở trên cõi đời này nhìn qua như người bình thường, mà họ có cái an vui mà người bình thường không nhận biết được, không lường được họ có cái an vui ở bên trong, là do họ điều chỉnh được sáu căn của họ. Điều chỉnh khó lắm mà. Tôi nói ví dụ như nãy là cái trường hợp đó là tôi, bởi vì tôi nói nhiều lần quá rồi mà không nghe, nó hơi nóng à. Tôi nói cô làm tôi giảng kinh không được, cô có tội đó nha. Nó nói vậy là bắt đầu là nó bực cái trong này dữ lắm mới nói vậy đó. Nhưng mà nhiều khi nói cỡ vậy cũng còn chưa nghe nữa mà nói hơn nữa là sau này hỏng bét hết rồi. Cho nên gọi là tu tâm là toàn thể đại chúng đấy, là cái tâm của mình nó biểu lộ ra sáu cái giác quan gọi là lục căn hàng ngày. Nó rất dễ thương, dễ ghét, dễ bằng lòng, không bằng lòng. Mà suy nghĩ cho kỹ nha, mới thấy được cái kinh điển của Phật là hay. Thấy nghe mà sinh tâm thương cũng là nguyên nhân của đau khổ. Và thấy nghe mà bực bội, mà ghét bỏ, mà khinh bỉ cũng là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là bằng lòng tán trợ tùy hỷ những cái tốt là tốt, cái đó gọi là tốt. Nhưng mà nếu mà mình đam mê những cái tốt, mình bằng lòng tùy hỷ tán trợ những cái tốt mà mình bực bội những cái gì xấu xa, những cái gì mình đáng chê trách mà mình không dằn lòng được, thế là mình vẫn bị khổ như thường. Chứ không phải mình là người tốt, bằng lòng những cái tốt rồi chê bai, rồi khinh bỉ, rồi xem thường, là ghét bỏ những cái xấu, mà có lợi đâu nha, không có. Cho nên là sửa tâm cái chỗ đó là cái khó đó. Mà phần nhiều là cái người tốt, nó có cái chủng tử tốt lành ở trong người rồi, là thích cái việc lành, việc tốt, rất là hoan nghênh, tán trợ tùy hỷ. Mà ai mà bẩn thiểu, bần tiện, xấu xa thì mình ghét rất là dữ. Mà ghét rất dữ là xin nhớ rằng ghét đó là tai họa, là nguyên nhân đau khổ cho chính mình. Do vậy cho nên vấn đề tu tâm không phải là đơn giản, phải học và phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh thức mới tu tâm được, chứ còn không được đâu. Bằng lòng những điều thiện là tốt rồi, nhưng mà nếu mà quá khích
mà ghét bỏ những điều ác, những điều xấu, những người xấu cũng là nguyên nhân đau khổ của mình không chứng đạo được đó. Cho nên để ý về về cái chữ tâm để mà tu tâm. Rồi còn tới cái chữ tánh đây nè, chữ tánh như đây nói nè, tánh là giống như thể, mà tâm là dụng, tánh là giống như là cái thể của nước, mà tâm là giống như cái dụng của sóc. Cái chữ tánh ở trong đạo Phật đây nè, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chữ tánh nó khác với chữ tâm. Chữ tánh là để nói lên mọi người, theo giáo lý đạo Phật á, mọi người, cái tánh của mọi người, tánh tức là tính chất của mọi người, là Phật chất, là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên nó không có nhiễm ô. Do vậy cho kinh này nè, kinh này nói rằng tất cả mọi người là Phật, là nói lên là dựa trên cái tánh của mọi người đó. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Tất cả các vị phải kiến tánh, phải ráng mà tư duy, mà nhận thức về cái tánh thanh tịnh vốn có của chính mình, để cho các vị phải nhận thức được cái tánh của các vị là tánh Phật. Còn cái hàng ngày mình hoạt động như nói nãy giờ đều là cái dụng đó, cái dụng của tánh là tâm, tâm là cái dụng, cái nhiều dụng của tánh. Cho nên tâm có lúc nó bình thản, nó an lành thì nó giải thoát, nó thanh tịnh. Mà có lúc nghịch, nó ghét, nó giận, nó thương, nó sợ, thế thì là lúc đó cái tâm không còn thanh tịnh nữa. Bởi vì cái diệu dụng nó giống như là sống thì có lúc là ào ạt lô nho, lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí nó cái sống ào ạt nó trong những cái chỗ mà nước là đen dơ bùn cằn cáo, nó cũng vẫn cứ quậy lên để mà nó lô nhô. Thì là cái dụng của sống thì là nó không còn giữ được cái tánh thanh tịnh nguyên chất của cái thể nước lặng trong. Còn cái tánh của mọi người ví như cái thể nước lặng trong, nó là cái thể bất biến. Cho nên dầu chúng ta ở trong cái địa vị phàm phu, kể cả những người mà tạo ra những cái điều ác, thập ác, tạo ra những cái điều mà nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh đi nữa, đó là cái dụng đó, nó biểu hiện cái dịu dụng đó. Chứ còn á, rồi trước sau gì từ từ rồi nó cũng trở về cái tánh thanh tịnh. Nếu gặp thầy lành bạn tốt tu hành, vẫn đi tới con đường giác ngộ giải thoát được. Thì giống như là cái thể nước, vì cái thể của nước là trong, là thanh tịnh. Cho nên giả như có lúc nào đó bị người ta đổ những cái gì dơ dái, đen đúa, đỏ đen gì đó, dơ dái, hôi tanh, thì đó là cái duyên, cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà một thời gian nào đó rồi nó tự hóa giải, rồi nó tự lấm xuống, rồi cái thể nước trong nó vẫn trở lại cái thể nước trong. Đó là cái thể bất, cái tính bất biến của nước. Cho nên về cái tính của mọi người là bất biến, cái tính Phật bất biến. Có lúc ở địa ngục, có lúc ở cõi trời, cõi người, có lúc ở ngạ quỷ súc sanh, đó là tùy duyên. Mà còn cái Phật, cái tính Phật đó, cái Phật chất đó, nó bất biến. Thời gian nào đó gặp thầy lành, gặp bạn tốt, phát triển ra, trở về với cái tính thanh tịnh vốn có của mình, rồi mình vẫn được thành Phật. Mà kinh Pháp Hoa này nói mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật. Đó là chỉ cái tính của mọi người, chỉ thẳng cho mọi người nhận thức được cái tánh của mình. Cho nên cái bài kệ này nè: tâm sinh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thuận âu. Cái tâm của mình đó, có thể mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy tốt xấu khen chê, và nhận thức màu sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân.
cái công dụng của nó tự nhiên giống như là cái bọt nước sống mòi bong bóng vậy. Còn tánh thì chân như bất biến như thủy, bổn thanh trần. Cái tánh của con người á, cái chất của nó là bất biến, giống như là cái chất, cái thể chất của nước vốn là lặng, phẳng lặng và trong, bất biến tùy duyên chân thể tánh, tùy duyên bất biến thị tha tâm. Cái bất biến, cái chất bất biến của mọi người, tức là cái Phật tánh, cái Phật chất đó, mọi người ai cũng có cái Phật chất bất biến. À, bất biến tùy duyên, bất biến mà vẫn có thể tùy duyên, đó là cái tánh. Cái tánh nó bất biến mà nó vẫn có thể tùy duyên, nó giống như nước đó mà. Mình đem vô, mình đổ, đem vô trong, cho nó chảy vô rạch thì thành nước rạch, chảy vô khe thành nước khe, chảy vô hồ thành nước hồ, rồi đổ vô lu thành nước lu, mà đổ vô chậu vô diệm vô ly vô tách thì cái dạng của nước khác nhau hết, tên của nước khác nhau và dáng vẻ cái hình dạng của nước khác nhau. Nước sông, nước hồ, nước lu, nước chậu, nước ly, nước tách khác nhau hết. Đó là tùy duyên của nước. Nhưng mà tất cả những cái đó đem về đổ hỗn hợp lại thì nó trở về cái nước biển, trở về nước của sông Tiền Giang vẫn là bất biến. Cho nên là hàng ngày chúng ta mà sử dụng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn này kia đó, là đó là cái dụng, nó biểu lộ qua cái tâm của mình, thành ra cái tùy duyên đó. Bất biến mà tùy duyên, rồi tùy duyên mà vẫn bất biến. Tuy là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đau khổ tràn ngập, nhưng mà nếu mình tỉnh thức, mình có chánh niệm, mình giác ngộ, mình biết điều chỉnh cái tâm mình như nói nãy giờ mà, điều chỉnh cái thương, cái ghét, cái mừng, cái giận, cái thế thì là trở về cái tánh thanh tịnh trở lại, an lành trở lại. À, thành ra là tuy là nó tùy duyên mà nó vẫn bất biến. Cái từ tùy duyên, bất biến, bất biến, tùy duyên nó hay lắm. Minh tâm minh liễu Âu Bào Thượng, mà kiến tánh thâm tri thủy diện trần, gọi là minh tâm á. Minh tâm tức là người ta hướng dẫn cho mình nhận thức về cái tâm, mà nhận thức về cái tâm tức là nhận thức về cái dung, cũng giống như nhận thức về sống tức là nhận thức về cái dung của nước, chứ chưa phải là biết được nước. Nhận thức biết được tâm á, là biết được cái dung của tánh, chứ chưa biết được tánh, bởi vì tâm là cái dung của tánh. Do vậy cho nên tâm nó có chân tâm và vọng tâm, chứ còn tánh là không có. Tánh là một thứ, một là bất biến, là thanh tịnh hoàn toàn. Cũng như là Phật tánh đó mà, Phật tánh là cái tánh thanh tịnh của mọi người, vĩnh cửu là thanh tịnh. Nhưng mà nó biểu lộ ra cái dụng, là có lúc là làm trời, lúc làm người, lúc làm A-tu-la, lúc địa ngục, là quỷ, súc sanh. Rồi có lúc nó trở về với cái nguyên thủy của nó là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thì cái Phật tánh là cái vốn có của mọi người, cái đó bất biến. Để ý cái chỗ này, để mà ta gọi là kiến tánh thành Phật là vậy đó. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ xứng tánh khởi tu nó cũng hay vậy đó. Các vị làm tất cả đều phước thiện, đừng cầu nguyện gì hết thảy, là vì các vị làm tất cả những cái điều lành, xa lánh tất cả những cái gì mà thuộc về ác, là các vị ta gọi là xứng tánh khởi tu. Các vị sống như vậy, làm như vậy là nó đúng với cái chân tánh vốn có của các vị, rồi các vị sẽ trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có đó, mà phải cần cầu nguyện giáng sinh. Ta gọi là xứng tánh khởi tu, ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của dạng pháp á, nó cũng thanh tịnh lắm. Tôi nói ví dụ như này, cái bình hoa đẹp đẽ như thế này, bao nhiêu cây hoa lá gom lại thành bình hoa này, mình đặt tên cho nó, rồi mình nhận thức người hoa nào đẹp hơn hoa nào, chứ kỳ thật là pháp tính của nó tự nó thanh tịnh như vậy. Mỗi một cái nó có cái vẻ đẹp riêng của nó, cái hoa nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó.
Mà nhìn với một tâm thanh tịnh là các vị sẽ thấy cái màu nhiệm của từng cây hoa, từng cái lá cây hoa dại, gọi là hoa dại, nó có cái đẹp màu nhiệm của nó. Mà tại mình cái tâm mình không có thanh tịnh cho nên mình nhìn không đẹp. Người nào mà nhìn mọi thứ cỏ cây đều đẹp hết, người đó mới đi sâu vào đạo. Còn còn nhìn những cái hoa mà màu sắc sặc sỡ, bắt tiền mới đẹp, là người đó là thuộc về phàm phu. Còn cái người đạt đạo, ta nhìn bất cứ một cây gì, ta nhìn sự phát triển của cái cỏ cây đó đều có sự màu nhiệm và đẹp đẽ giống nhau, cái an lạc, cái thích thú của người ta giống nhau. Tôi nói cái này là khó nghe, mà người nào, Phật tử nào có điều kiện, các vị có thời giờ, có điều kiện, các vị tập làm cái đó, các vị mới thấy thật sự. Khi mà nhìn cái hoa mà lựa những cái đẹp, những cái giống đắt tiền, giống lạ mắt mới cho là đẹp, là cái đó phàm phu, chưa có nếm được cái hương vị của đạo. Cũng như nhạc, mà lựa cái bản nhạc nào mà nghe cái kiểu mình thích theo kiểu mình, đó là phàm phu. Còn cái người mà nếm được cái hương vị của đạo là nghe tất cả côn trùng, từ tiếng lớn tới tiếng nhỏ, đều là có một cái màu nhiệm, cái hay ho, cái sự an lành mát mẻ trong tâm hồn, mà không cần nhạc, không cần bản nhạc nào, không cần phải lựa. Còn nhạc mà lựa là phàm phu. Còn thật sự mà người mà có nếm được hương vị của đạo là nghe nhạc, không có bản nào nghe được hết, vì cái đó không cần thiết. Cái nhạc của thiên nhiên, của vũ trụ mà nghe được cái nhạc đó mới nếm được cái hương vị của đạo Phật. Nhưng mà cái này là nói trong phạm vi của nhà chùa, nói ở ngoài là người ta đánh thì ráng chịu, đừng có nói tôi. Bởi vì ở đây là tôi nói với cái vai trò trách nhiệm của những người ở trong cái nội bộ của nhà chùa, của người tu hành. Còn đem ra nói lăng ba ngoài là họ đánh là ráng chịu. Những điều tôi nói là thật. Các vị mà còn lựa bản nhạc là thuộc về phàm phu, nghĩa là người bình thường, mà còn thường mà thích nghe nhạc, nói đúng là thích nghe nhạc là cũng khó tu lắm. Bởi vì chưa biết được cái hương vị của đạo Phật. Của đạo Phật là các vị nghe thế nào mà các vị ra mà ruộng, mà các vị nghe là không bao giờ sót một tiếng lớn tiếng nhỏ nào, mà nghe tiếng nào cũng an lành, cũng mát mẻ, cũng hạnh phúc. Đó mới là người nếm hương vị của vũ trụ thiên nhiên. Là nó khó vậy chứ, mà thỉnh thoảng có những người, có những người làm ăn rồi mỏi mệt rồi danh vọng địa vị rồi nó chán chê rồi đó, tới cái ngày nào đó các vị mới nhớ lại, à cái ông đó nói hồi đó mình tưởng đâu ông khùng điên á, nhưng mà bây giờ mới thấy được cái ý vị của nó. Bây giờ đã không còn làm ăn nữa, giờ ra ngoài bờ ruộng mà ngồi nghe những cái tiếng côn trùng nó kêu rỉ ra rã vậy, rồi nhìn từng cái đọt cỏ, từ cái bông mắc cỡ, từ cái bông của cỏ nó đẹp đẽ, nó màu nhiệm, chừng đó là các vị sẽ thấy cái tâm các vị nó an lành dữ lắm rồi nó mới được vậy. Còn bây giờ mà các vị mà làm ăn mà danh vọng địa vị sắc tài mà nó đầy ắp, là tất cả nhạc gì trên thế giới các vị đều nghe không ra gì hết, là tại vì tâm các vị không có an. Không an nghe bất cứ thứ nhạc gì hay nhất trên thế giới cũng không hay. Tâm không an nghĩa là cứ đếm đô la mà cũng không hề biết sung sướng. Là vì đô la đếm vậy chứ còn chiều nay phân phát cả xe này qua xe kia, thì là cái tâm nó không có ăn. Còn cái người đủ ăn, đủ mặc, đủ sống bình thường vậy mà cái tâm an lành là các vị thấy rồi. Các vị sẽ nhận thức qua con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân ý, nhìn đâu cũng màu nhiệm. Thành ra tự nhiên bất biến là tánh này. Minh tâm minh liễu âu bào thượng. Cái người mà gọi là minh tâm á, tức là nhận thức được cái tâm đó, là nhận thức về
về những cái dụng của tánh, kiến tánh thâm tri thủy diện trần. Cái người mà thấy tánh là phải nhận thức được cái thể của tâm là tánh, cũng như nhận thức được cái thể của sống mòi bong bóng bọt là nước. Ai mà hàng ngày chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh, tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người, thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Cho nên con người ai, con người với tâm tánh, tức là thân với tâm, không bao giờ tách rời ra được. Cho nên đừng bao giờ mà tìm hiểu, có cái ý tìm hiểu thân với tâm mà tách rời ra. Cho nên cái lối thiền định, mà thiền định xuất hồn, xuất hồn tức là cái hồn, ta cho là cái hồn tức là cái tâm mà xuất đi cảnh giới này cảnh giới kia, là cái đó không phải đâu. Đừng tu cái đó, tu cái đó là tưởng tượng, ảo tưởng. Tâm tánh không bao giờ tách rời ra được, giống như sống với nước, hãy tách sống ra là sống cũng tức là nước. Múc đi một chậu sống thì té ra là thành ra múc ra chậu nước. Mà trong cái chậu nước đó mà khuấy động nó lên thì cái chậu nước đó nó thành sống. Thành ra sống với nước không bao giờ tách rời được, thân với tâm cũng không bao giờ có tách rời được. Giống như là điện này cũng vậy, điện này với cái công dụng phát ra ánh sáng, phát ra quạt, tâm không an nghĩa là cứ đếm đô la mà cũng không hề biết sung sướng. Là vì đô la đếm vậy, chứ còn chiều nay phân phát cả xe này qua xe kia thì là cái tâm nó không có an. Còn cái người đủ ăn đủ mặc đủ sống bình thường vậy mà cái tâm an lành là các vị thấy cơ, các vị sẽ nhận thức qua con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý, nhìn đâu cũng màu nhiệm. Thành ra tùy duyên bất biến là tánh này. Minh tâm minh liễu Âu Bào Thượng, cái người mà gọi là minh tâm á, tức là nhận thức được cái tâm đó, là nhận thức về những cái dụng của tánh, kiến tánh thâm tri thủy diện trần. Cái người mà thấy tánh là phải nhận thức được cái thể của tâm là tánh, cũng như nhận thức được cái thể của sống mòi bong bóng bọt là nước. Ai mà hàng ngày chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh, tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người, thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Cho nên con người ai, con người với tâm tánh, tức là thân với tâm, không bao giờ tách rời ra được. Cho nên đừng bao giờ mà tìm hiểu, có cái ý tìm hiểu thân với tâm mà tách rời ra. Cho nên cái lối thiền định, mà thiền định xuất hồn, xuất hồn tức là cái hồn, ta cho là cái hồn tức là cái tâm mà xuất đi cảnh giới này cảnh giới kia, là cái đó không phải đâu. Đừng tu cái đó, tu cái đó là tưởng tượng, ảo tưởng. Tâm tánh không bao giờ tách rời ra được, giống như sống với nước, hãy tách sống ra là sống cũng tức là nước. Múc đi một chậu sống thì té ra là thành ra múc ra chậu nước. Mà trong cái chậu nước đó mà khuấy động nó lên thì cái chậu nước đó nó thành sống. Thành ra sống với nước không bao giờ tách rời được, thân với tâm cũng không bao giờ có tách rời được. Giống như là điện này cũng vậy,
điện này với cái công dụng phát ra ánh sáng, phát ra quạt, phát ra tiếng nói khuếch đại, phát ra tivi, radio, không bao giờ tách rời điện với các cái đó ra mà thành được cái gì. Cái đó tức là điện, điện tức là cái đó. Nó rời ra là nó không thành vấn đề nữa. Những đợt sóng tùy duyên bao giờ cũng phát xuất, cũng ở trong lòng nước bất biến. Sóng là từ nước mà sanh mà. Nước duyên khởi ra sóng là việc dễ hiểu. Sóng nước không rời là việc tất nhiên. Sóng và nước không rời. Cũng vậy, một người ai cũng có tâm tánh Như Lai. Khi thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa là cái lúc trở về với Như Lai tâm. Còn cái việc Như Lai tánh, làm việc Như Lai tánh thì được ở chung với Như Lai, được Như Lai rờ đầu vậy. Thế nên người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa là được Như Lai lấy tay mà so đầu, lấy y mà trùm. Thế thì cái đoạn vừa rồi đó là tôi nhắc về vấn đề tâm tánh để đại chúng để ý thôi. Bây giờ coi như là ngừng về cái phẩm pháp sư ở cái điểm đó được rồi. Bây giờ ta học cái phẩm mới. Phẩm mới. Hôm nay là kỳ thứ 27, ngày 29 tháng 9 năm 69, ta bắt đầu triển khai và học cái phẩm mới. Phẩm thứ 11, Hiện Bảo Tháp. Lúc bây giờ trước Phật có một ngôi tháp bằng thất bảo, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất hiện lên rồi trụ lơ lửng giữa hư không. Để ý cái chữ do tuần này, giờ đại khái là mình kể như là một dặm, mà một dặm là mình cũng hiểu đại cương, đại khái là coi như là hơn cây số rưỡi. Thì một do tuần vậy đó, thì là mình hiểu đại khái là non hai cây số, mà hơn cái số rưỡi, cái số sáu đã để vậy, kể như một dặm. Thì ngôi tháp nó lớn như thế, 500, rộng 500 dặm. Cao 500 dặm, rộng 250 dặm. Đó là mình hiểu đại khái vậy đó. Cái chữ do tuần là cái từ xưa, bây giờ mình tra mình học nó cực lắm. Cho nên mình hiểu nó như dặm. Mà dặm thì cũng là chưa phổ biến nữa, thì mình hiểu là nó non non hai cây số. Có những cái mà mình cần học kỹ, mà có những cái mà mình cần hiểu thoát qua thôi, không có quan trọng. Vì đó là những cái cách mà đo đạc của thời xưa. Và trên thế giới này những cái đo đạc nó không có thống nhất nha. Việt Nam gọi là cái thước, mà thước 30 đồng, 30 đồng tức là 30 đồng đồng tiền Gia Long á, để dài dài đủ 30 đồng thì thành ra một cái thước, lấy cái đó làm chuẩn. Còn cái thước của anh thì gọi là dài thì nó lại khác, nó không dài như cái thước Tây. Thước Tây thì gọi là mét đó, thì là nó là 100 phân. Rồi còn có cái loại thước lấy cái cùi chỏ này đó nè, gọi là thước mộc. Thành ra từ xưa tới nay cái dụng cụ mà để đo lường thì nó phức tạp. Thành ra hồi xưa ta dùng cái từ do tuần này. Kể là trên dưới cây số rưỡi vậy được rồi. Cái ngôi tháp cực kỳ tráng lệ, tỏa ra mùi thơm ly cấu chiên đàn khắp cùng cõi nước. Các hàng thiên long bát bộ cùng đem các thứ phan lộng hương hoa chuỗi ngọc
của cõi trời để cúng dường tôn trọng và ngợi khen. Cái tháp báo ở dưới đất mình nổi lên, bây giờ trong tháp báo vang ra tiếng khen rằng: hay lắm, hay lắm, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng tuệ bình đẳng vì đại chúng mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đúng vậy, lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chân lý, chân thật. Cái câu chuyện mà cái tháp từ với đất giọt lên này, trong tháp mà vang ra cái lời khen như vậy, là một cái cách nói cấu tạo cái bộ kinh để nói lên rằng là cái tháp này nè, cái tháp Đa Bảo này là coi như là chứng minh. Thường thường ở thế gian mình làm cái đám mà có các cái vị hòa thượng gọi là chứng minh. Các hòa thượng nó không có làm, nhưng mà cái đám đạo tràng lớn thì phải có các hòa thượng chứng minh, để chứng minh rằng là các thượng tọa đại đức làm cái đạo tràng đó, cái Phật sự đó. Các hàng Phật tử hợp lại cùng với các thượng tọa để tổ chức cái đạo tràng, cái Phật sự đó là đúng. Vì đúng cho nên các hòa thượng chứng minh mới ngồi trên này, mới lặng thinh. Chứ nếu như cái tổ chức đó, các Phật tử, các đại đức thượng tọa, cái hàng thấp hơn mà làm không đúng là các vị chứng minh này quở rầy. Còn các vị hòa thượng chứng minh mà ngồi luôn nín thinh đó, có nghĩa là làm đúng. Thành ra là cái đám nào cũng có hòa thượng chứng minh. Thì cái tháp Đạo Bảo này đến mà trong cái tháp mà hiện ra, rồi có cái lời tán thán ở trong cái tháp vang ra, khen rằng, ngợi rằng là Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa đúng chân lý. Đó là một hình thức chứng minh để nói lên rằng là cái việc của Đức Phật Thích Ca mà giảng nói kinh Pháp Hoa, truyền đạt cho các đệ tử ở trên cái cõi Ta Bà này là đúng chân lý của chư Phật quá khứ đã làm, bây giờ đây Phật Thích Ca đang làm. Và tất nhiên là đã là chân lý thì các Đức Phật trong tương lai cũng sẽ làm như vậy, vì nó là chân lý. Cho nên cái tháp Đa Bảo này, cái công dụng là chứng minh. Đó là một ý. Và còn sau này ta sẽ thấy cái ý nữa. Một cái ý nữa là chứng tỏ rằng là Phật Pháp là vĩnh cửu ở trong thời gian. Cho nên kinh nói rằng cái tháp này đây, nó cách đây vô lượng hằng hà sa số kiếp mà Đức Phật Đa Bảo đã từng thệ nguyện: khi tôi nhập Niết Bàn rồi, nếu trong 10 phương quốc độ có chỗ nào mà có Phật nói kinh Pháp Hoa, tôi sẽ hiện đến bằng cái tháp Thất Bảo như vậy, và trong tháp sẽ có lời khen tặng, có lời khen ngợi. Tôi dễ tán thành. Thế thì bây giờ đây, cái lời nguyện đó đã được là hiện thực. Thì cái lời nguyện đó hiện thực cũng tức là chứng minh rằng việc làm của Đức Phật Thích Ca là nói kinh Pháp Hoa đúng chân lý. Và Phật Pháp thì trường cửu, tồn tại vĩnh cửu trong thời gian. Và một cái ý nữa ta sẽ học: Đa Bảo Như Lai là tiêu biểu cho Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật thì vô thủy vô chung, vĩnh cửu trong không gian thời gian. Do lẽ đó cho nên là chúng ta hiện giờ chúng ta đang ở đây nè, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ lành nè, về trong ý nè, nói lành nè, về miệng nè, làm lành nè, về bản thân nè, nghĩ lành, nói lành, làm lành, tức là thân khẩu ý mà thánh thiện, thì chúng ta cùng với Phật Đa Bảo Như Lai vĩnh cửu kia, chúng ta được
Đức Phật lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu, nghĩa là ta không ngoài, không rời Phật đâu, không có lúc nào, không có chỗ nào không có Phật. Chúng ta ở trong hào quang Phật. Hiểu được cái chân lý này rồi thì là cái người mà hành đạo, học đạo hành đạo, người ta không có cần phải cầu nguyện, phải làm sớ, phải tâu, phải rỗi, mà người ta vẫn biết rằng là chư Phật mười phương đều thấy, đều biết, không một cái cử động nhỏ nhen nào về thiện mà chư Phật mười phương không biết. Ngược lại không có một cái niệm, một việc làm, một lời nói ác độc nào mà chư Phật mười phương không biết. Do vậy cho nên là học và hiểu được cái chân lý này á, tin nhận được chân lý này thì cái việc tu của ta dễ lắm, dễ tu lắm mà kết quả tốt. Lúc nào ta nghĩ rằng ta với Phật bên nhau, cho nên làm sai ta không dám làm, mà làm thiện ta cũng không cần phải tốn công tốn của cầu nguyện. Cầu nguyện văn sinh ông Phật không có nhầm hết đó. Đây là tôi nói chuyện này, đây là chuyện thật rồi nha. Hổm rài đó, ở trên cái thao Hội An của tôi đó, nó có một cái mùi khâm 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 khó chịu, mà tôi biết cái mùi này là theo kinh nghiệm bản thân, là một là chuột chết, hai là thằng làng chết. Có những con thằng làng ở trong cái kẹt cửa vậy đây, nó nằm nó cái mình khép lại cái rồi tự nó chết ở đây nè, rồi nó thúi mình chịu không được mà kiếm tầng ai, tới chừng kiếm đã đời nó ở trong cái kẹt cửa vậy nè, cái cánh cửa vậy nè. Thế là ông già nó cứ nó khâm 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 cái mùi, mà tôi đi đánh hơi giống như mèo đi đánh hơi chuột vậy đó, tìm cho ra mà tìm không ra, tìm trong buồng trên dưới, tìm từ kẹt cửa không ra. Thế thì ở trên cái bàn Phật của tôi nó có đóng cái bục cao vậy, tôi để ông Phật cho nó cao hơn cái mặt tủ, để Phật ngồi cho nó đẹp. Thì trong cái bục này cái ruột nó bọng, không biết cái con chuột nó cái nghiệp ác gì mà nó chết, mà nó chết không có thánh thiện chút nào hết trơn, chết mà gây ra tội lỗi. Thay vì cũng cái chết, thì mình muốn chết đâu, mình chết để cho nó yên thân yên tâm, không ai đau khổ. Để chết thì trùng ở dưới cái bục Phật đó. Chết ở dưới đó. Tôi hửi cho tới nghĩa là tan xác. Ác không? Hửi tới tan xác thôi. Thế thì là ngày hôm qua đó tôi chịu không nổi, nghĩa là tôi đánh hơi nữa. Tôi nhớ thật lại, à có lẽ cái bục này. Thế là tôi dọn hết cái bàn thờ, tôi dỡ bưng Phật ra, dỡ bụng lên, nó nằm ở dưới, có dòi ở dưới rồi. Đó, dòi dưới rồi thì là mấy là mừng quá, nên là cái khổ nó đã rồi, tới cái sướng. Đó, chịu hết nổi rồi, cho nên cái sướng đừng có tưởng đâu, giàu có sung sướng gì nó mới sướng, không phải. Phát hiện được con chuột chết cũng sướng. Nó cái ngộ vậy đó, chứ đừng có tưởng giàu có mới sướng. Cho nên những cái người mà làm ăn mà là không giàu, mà các vị biết sướng nó vẫn sướng mà. Tôi không có đây là không có được tiền nha, mà kiếm được con chuột chết vẫn còn sướng kia mà. Cho nên mình làm ăn bình thường là phải có trách nhiệm, là các vị sẽ thấy sung sướng. Thế là lấy giấy rồi kia nọ, nghĩa là đem bảo thằng đệ tử nó gom, nó hốn chuột nó lại, cái nhúm dòi đó lại, gói cất kỹ rồi lấy dẻ nhúng, lấy anh côn rồi xịt vô rồi lao kỹ, rồi thấy nó nhẹ giống như ai cho mình cái gì ghê gớm quý giá. Thế thì từ đó tôi mới nói với mấy đứa đệ tử kế bên đó, tôi nói các Phật tử thấy chưa, những cái lời của tôi giảng rất khó nghe, có những người Phật tử mà ta không chịu nổi cái tư tưởng của tôi, nhưng mà đấy các vị thấy đồ đạc hở dài cúng ở trên bàn Phật, trái cây bông hoa đồ tốt không à, mà chuột ở dưới kế đó chết chưa, mà may ra là không có đem đồ ăn á, không có đem đồ ăn ấy chứ không nó hút cái mùi chuột vô ăn còn chết nữa. Tôi mới nói rằng là những cái vị mà đem đồ ăn mà cúng trịnh trọng trang nghiêm, mà tin tưởng nơi cái Đức Phật để mà lập công bằng cái đồ ăn, hoặc là gian giá, hoặc là cúng dường đó, đấy bây giờ mình nên học cái bài học này.
tôi sẽ đem bài học này tôi sẽ nói cho mọi người. Mà bữa nay tôi nói thật này, tôi đang nhớ tôi mới nói này. Cái điều đó chứng tỏ rằng là trong tượng Phật không có Phật. Cho nên là ngài ngồi đây mà nói thúi ở đây nè, mà ngài không có nói cho tôi biết. Ồ Từ Thông ơi, con lợi con dở cái đó lên đó, con bưng cái đó lên rồi con hốt con chuột chết để cho Như Lai chịu, chứ còn Như Lai chịu này hết nổi rồi con ơi. Như Lai đâu có nói. Mà chẳng lẽ Như Lai là chịu cái mùi vậy sao? Điều đó không có. Ai nghĩ vậy là sai lầm. Mà Như Lai không có cho Từ Thông này chim bao gì trỏ trơn. Nếu người ta không chịu, ít ra là kêu nói không được bằng miệng bằng đá thì ít ra cũng phải cho chim bao chứ. Mà không có cho chim bao mà để hử vậy, từ lúc nó mới chết cho tới nơi con giòi. Chứng tỏ rằng trong đó không có Phật. Có phải vậy không? Đó, không có Phật. Cho nên các vị thờ là để mình nhìn cái tượng Đức Bổn Sư của mình. Ta mà ta biết được giáo lý mầu nhiệm mà ta được có an lành giải thoát đây là nhờ cái Đức Bổn Sư đó đó. Cái lời dạy của ngài mà ta áp dụng trong đời sống của ta, ta có an lạc, ta nhìn Phật rồi ta cười. Được ta thích rồi ta đốt cái nhang lợi Phật hỡi. Nhường cho ngài hỡi, nói vậy cho ngài có hỡi đâu. Rồi ta hỡi cái nhang thơm đó. Chứ trong đó không có Phật. Phải xác định như vậy là các vị tu mới được đó, mới tốt đó. Thật sự Như Lai mà có trong đó là ngài không nói được bằng cái môi của cái bức tượng, thì ngài cũng dùng thần thông phép tắc của ngài, ngài cho tôi nằm chiếm bao chứ. Làm ơn lại dở dùm con chuột ra cho Như Lai. Như Lai chịu hết nổi rồi. Đây không có gì hết. Cho nên là phải tư duy những cái như vậy để mà tìm chân lý đó. Để chúng nhớ rằng là người ta tỏ ngộ chân lý đó 25 dữ kiện chứng đắc viên thông. Nhớ kinh Lăng Nghiêm không? Có người thì dựa vào lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thiệt thân ý căn. Có người dựa vào lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thân ý thức. Có người dựa vào lục trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Có người dựa vào thất, đại là địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức. 25 cái đó, 25 cái điều kiện đó đều là những điều kiện người ta có thể chứng đắc viên thông. Người ta có thể nhận thức được chân lý bằng những cái điều kiện đó. Cho nên tôi nhận thức chân lý ông Phật, trong đó không có Phật, là cái đó tôi nhận thức chân lý bằng cái gì? Bằng lỗ mũi. Tôi nhận thức chân lý bằng lỗ mũi, nghĩa là tôi hửi con chuột tan xác. Từ cái chỗ hửi chuột tan xác đó, kiếm được con chuột đó, mới nhận biết rằng Phật phải là ở trong ta, chứ Phật không có ở trong Phật tượng, Phật cốt. Do vậy cho nên nếu tu tâm dưỡng tánh là phải sửa tâm sửa tánh của ta, chứ còn không có cực khổ mà phục vụ cái Phật tượng Phật cốt bên ngoài, nó không có đem lại cái lợi ích. Cho nên tôi vẫn thờ đó chứ, nhưng mà thờ với cái tinh thần của cái người Phật tử chân chánh là thờ vậy đó. Thờ để thấy có khi dòng Phật, mình có được cái pháp tu, mình được an lạc, mình được sung sướng, nhưng Phật cười, ngài nhờ ngài mà con có sự an lạc này, còn bằng không là đau khổ dữ lắm. Vậy thôi. Rồi phải hiểu ở đây nè, Như Lai vĩnh cửu trường tồn ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy cho nên làm lành không cần gian sớ giấy cầu nguyện với Phật. Ngược lại làm ác cũng đừng có nghĩ rằng là khuất lấp được đâu, bởi vì Phật tức là tâm của mình đó. Trước sự kiện hy hữu này, tức là cái vấn đề cái tháp mà từ dưới đất mà nó hiện lên,
khen rằng Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa là chân lý đó. Trước sự kiện hiếu này, đại chúng đều được cái pháp hỷ, đồng thời cho là chuyện lạ, nhưng không ai nói ra, đều cung kính chắp tay đứng qua một bên. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết tâm niệm tứ chúng, bèn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do duyên có gì mà có pháp, có cái tháp từ dưới đất hiện lên, lại từ phía trong có tiếng vang ra như thế? Đức Phật Thích Ca đáp: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai. Thời quá khứ cách đây vô lượng lâu xa, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, lúc còn hành đạo Bồ Tát đã phát lời thệ rằng nếu được thành Phật thì sau khi diệt độ, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa, tháp báo của Ngài sẽ hiện ra khen ngợi để chứng minh. Khen ngợi để chứng minh. Vì vậy bất luận chỗ nào trong mười phương hễ có nói kinh Pháp Hoa thì tháp báo hiện ra toàn thân Phật. Trong tháp nói: Hay lắm, hay lắm. Thế thì là một cái ý thứ nhất là chứng minh rằng kinh Pháp Hoa Phật nói là chân lý, ba đời chư Phật đều nói như vậy. Điều thứ hai là chứng minh rằng Phật, chứ Phật ở đại chúng nhớ rằng nên hiểu, nên tin tưởng ở nơi kêu bằng Tỳ Lô Giá Na pháp thân Phật, nên tin tưởng, tôn trọng, tán thán, cúng dường, rồi để tâm ở nơi cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Mà các vị mà nhận thức được, tin hiểu được cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na thì các vị đi tu, các vị tu hành nhất cử nhất động bất cứ ở nơi đâu, các vị đều có được lợi lạc hết. Còn các vị mà tin tưởng Phật bằng cái ứng thân Phật, mà ứng qua cái hình tượng cốt ở trên thế gian bây giờ đó, ta thờ các chùa đó, là các vị tu chưa giỏi đâu. Dựa trên hình tượng của Phật Thích Ca còn tại thế, chỉ biết Phật qua hình tượng Thích Ca còn tại thế cũng tu chưa giỏi, huống chi bây giờ biết Phật qua hình tượng xi măng, tượng đồng, tượng vẽ, tượng thêu, lại càng tầm thường vô cùng, chưa đem lại sự an lạc cho bản thân các vị được. Mà các vị phải hiểu Phật qua cái kinh điển gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Trung Hoa dịch là cái pháp thân đó, Trung Hoa dịch là cái thân Phật đó, là cái bằng biến nhất thiết xứ. Tỳ Lô Giá Na dịch là biến nhất thiết xứ, gọi là pháp thân Phật, biến nhất thiết xứ. Cái thân của Phật ở trong vạn pháp, không có chỗ nào là không có. Sống đúng chân lý, nhìn sự vật mà đúng chân lý, nghe sự vật mà nghe đúng chân lý, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cái nhận thức của mình mà sống đúng chân lý thì mình ở đâu là Phật trong mình hết, và mình với Phật ở chung, mà không cần phải tìm kiếm, mà cũng không cần phải lễ bái. Không cần phải lễ bái nữa cơ. Bởi vì lễ bái người ta có chia ra nhiều cách lắm, nó tùy theo cái cách. Lễ bái người ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, là các vị mà tu hành, các vị tư duy mà cái trí của các vị mà nó phù hợp, mà các vị nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý rồi, là các vị không cần lễ, mà coi như nó lễ mười phương chư Phật rồi. Đó gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Do vậy cho nên là lễ Phật là ở trên các cái chánh điện chùa đó, ta gọi là dĩ quyển độ chơn, để độ cho những cái người
mà mới kết duyên vào đạo thì phải nhờ cái quyển đó, nhờ cái hình thức quyển hư đó để mà độ người ta. Còn cái người mà học sâu như những vị mà học 1-2 chục năm vậy nè, không có quan trọng cái lại ở trên chánh điện, mà các vị mà tư duy mà nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, điều phục mắt tai mũi lưỡi thân ý, gọi là tu tâm như tôi nói nãy đó, là các vị đã lễ Phật rồi. Ngồi đâu đều được coi như lễ Phật đó, ngồi ngoài ruộng coi như lễ Phật ở ngoài ruộng, ngồi ngoài bãi biển ngắm trời mặt trời lặn cũng lễ Phật rồi, đi chơi trên núi ngồi gốc cây mà cái tâm hồn các vị thanh tịnh, các vị có an lạc, các vị có tín niệm là các vị lễ Phật rồi, ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Còn thí dụ như lúc mà các vị mà ngồi tĩnh tọa tư duy đó, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ, khỏi cần lễ, lễ lại như bình thường, mà cái tâm các vị chánh quán, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý là lễ rồi. Học kinh này là phải học vậy. Rồi còn cái lễ mà cao thật là tuyệt vời đó, ta gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng bình đẳng lễ nghĩa là mọi người phải nhận thức được cái thật tướng của dạng pháp, phải học nhận thức được cái thật tướng của dạng pháp. Mà thật tướng của dạng pháp là cái tướng vô, nghĩa là dạng pháp là do duyên hòa hợp nương gá mà có ra, cho nên nó không trường tồn, nó không vĩnh cửu cố định. Mỗi một thứ nó một có cái sự sinh sống tồn tại của nó. Thí dụ như cái hoa này nè, nó đẹp vậy đó, nhưng mà cắt như vậy rồi thì chân nó được 3-4 ngày, khí hậu trời mát như Đà Lạt thì chân được nửa tháng. Còn có loại hoa cắt vô sẽ mời chiều nó héo, vì nó là cái loại duyên sanh, mà duyên sanh thì nó chịu theo cái quy luật vô thường, có sanh rồi có tồn tại rồi có biến đổi rồi tiêu hoại. Thì con người này cũng vậy, sự vật đều vậy. Mà nhận thức cho được tư duy cái chân lý đó thì các vị coi như lễ Phật bằng cái bậc thật tướng bình đẳng, nhìn thấy dạng pháp đều là duyên sanh hết. Mà đã nói tới duyên sanh là tất nhiên nó đi đôi tới sự vật là đều là vô thường. Mà vô thường, đã biết nó là vô thường rồi thì đừng đau khổ vì cái sự vô thường. Xin nhắc cái đại chúng là đừng đau khổ vì sự vô thường nhé. Nếu đại chúng mà còn đau khổ vì sự vô thường là mình tu còn non nớt vô cùng. Hồi mấy mươi năm trước á, tôi phân tách rồi tôi đi giảng cái đạo lý vô thường rồi, mình đâm ra mình buồn. Mình buồn nản rồi, cõi đời này là vô thường. Rồi mình sao mình buồn rồi mình lo. Đó là non nớt lắm, là nói là nói bằng ngôn ngữ văn tự. Chứ còn á, học cái chân lý vô thường rồi, thể nhập cái chân lý vô thường rồi nó khác. Không có buồn gì cái vô thường đâu. Nếu không có vô thường, không bao giờ các vị thưởng thức cái hoa đẹp này. Các vị không làm sao có hoa đẹp này để thưởng thức. Mà các vị bằng lòng thưởng thức cái hoa đẹp này, có nghĩa là các vị bằng lòng chấp nhận cái chân lý vô thường. Mà đã chấp nhận chân lý vô thường thì tại sao lại đau khổ vì vô thường? Có phải là vô minh che lấp không? Rõ ràng là vô minh che lấp. Bằng lòng thưởng thức cái hoa đẹp này, tức là bằng lòng chấp nhận cái chân lý vô thực. Vậy mà cái hoa này
nó héo rồi nó tàn, rồi nó thành đất, thành phân, thành rác, lại đau khổ. Cái đó Phật gọi là vô minh. Vô minh là cái đó. À, bằng lòng cái tuổi 20, 25 mạnh khỏe đẹp đẽ tươi tắn, phải không? Ai cũng thích. Tuổi 20, 25 là cái tuổi rất là dồi dào sức khỏe, bằng lòng. Mà bằng lòng tới đó thôi, muốn cỡ đó thôi à, già nữa không thích. Như vậy là sao? Nếu không có vô thường thì không bao giờ có đứa nhỏ sanh ra. Mà nếu như lấy cái ngang cái đứa nhỏ sanh ra mà không có cái chân lý vô thường thì nó không lấy gì mà nó lớn, nó phát triển lên để nó thành cái đứa trẻ 20. Vậy thì mình bằng lòng cái tuổi 20 mà cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ thì tất nhiên là mình cũng phải chấp nhận cái chân lý vô thường để nó đi tới cái chỗ già, cái chỗ chết chứ. Cho nên hồi nhỏ tôi nói vô thường rồi á, rồi nó đâm ra nghĩa là dường như là mình phải ghét bỏ cái vô thường, mình phải khinh chê đó. Bây giờ thì tôi không nói vậy nữa. Vô thường là chân lý. Cho nên bây giờ là có nhỏ từ đứa bé ra tới cái tuổi 20. Tuổi 20 tới tuổi 25 là sức khỏe dồi dào thì đi tới chỗ 4, 5, 6, 10, 7, 18, 10, 9, 10, tới 7, 8, 9, 10 chết. Đó là cái chân lý. Do vậy cho nên không được sợ. Ai sợ có nghĩa là mình không, chưa nhận thức được chân lý. Mà cái người không nhận thức được chân lý là đau khổ, vì mình sợ chết. Tôi nói cái điều này các vị để ý thật sự đấy, rất là mầu nhiệm đó nha. Vô minh là cái gì? Trong đạo Phật thường quở trách chúng sanh là thường bị vô minh che lấp. Mà vô minh là cái gì? Vô minh là không sáng, không sáng suốt. Vì là không sáng suốt cho nên không nhận thức được chân lý. Chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Cái hoa này nó có cái đẹp của ngày nay là từ nơi cái không có gì, từ nơi trời, từ nơi trăng, từ nơi mây, từ nước, từ không khí, từ rồi từ phân, từ đất, tất cả những cái nhân duyên mà nó hợp lại sinh trưởng ra cái hoa này. Thành ra từ cái không có gì để bây giờ nó có ra cái hoa mà mình gọi là đẹp. Vậy thì nhân duyên sinh ra cái hoa này là chân lý. Mà cái chân lý đó nó duyên sinh như vậy, tất nhiên là nó là phải đi theo cái quy luật vô thường. Thế thì phải chấp nhận cái gì và cái việc của nó chứ. Chúng ta có sanh rồi thì có trụ nè, trụ là đang sống nè, phải chấp nhận cái gì và cái việc. Nghĩa là chấp nhận cái ngày bệnh và cái ngày chết. Mà tôi chỉ muốn nhắc với đại chúng là mình cố gắng mình tạo cái an lành nha. Cái an lành trong cuộc sống, để cái ngày mà mình dị đó, tức là mình cái bệnh đó rồi chết đó, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Đừng có sợ. Bây giờ tôi không muốn, tôi cũng biết nói cái gì hơn, mà tôi chỉ nhắc cái chỗ đó là cái chỗ hết sức cần thiết. Chúng ta sợ chết là chúng ta bị vô minh. Mà cái người mà gọi là vén được cái màn vô minh là chúng ta sống một cách bình an. Thân khẩu ý chúng ta tạo những cái nghiệp thiện, chúng ta sống cho bình an, để rồi chúng ta chết bình an. Và nhất định chúng ta sẽ tồn tại vĩnh cửu, để chúng ta không mất. Cũng như cái hoa này đây, rồi héo úa thành rác, rồi thành phân, rồi trở lại hình thành ra một cái hoa khác, một cái cây khác, không có gì mất hết. Mà các vị mà còn nặng cái lòng mà sợ chết
là tu chưa có kết quả, tức là tu chưa giỏi đó. Mà muốn được vậy là phải tư duy thôi, phải quán chiếu. Mà muốn quán chiếu thì quán chiếu vào đâu, dựa vào đâu quán chiếu? Không có gì khó hết. Sự vật trước mắt, sanh trụ gì vật, các vị biết rồi. Cái mà thiết cận nhất là ta gọi là cửu quyền, cao tầng tổ khảo kỹ thân. Ông sơ, ông cố, ông nội, cha mẹ và bản thân. Cha mẹ ta chết là nó là nó tuân theo cái quy luật vô thường. Ông nội, ông cố, ông sơ ta đã chết là cũng vì cái quy luật vô thường. Vậy thì vô thường nó là quy luật, nó là chân lý, cho nên chúng ta đừng có sợ. Chúng ta sợ, trong đạo Phật gọi là chấp ngã. Mà cái người mà nặng chấp ngã là đau khổ ghê gớm lắm. Muốn cái bản ngã này nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mà cái muốn đó là trái với cái chân lý, không bao giờ mình muốn được. Mà không muốn được là không thỏa mãn, là mình đau khổ chứ gì. Thế thì cái đau khổ đó là vô lý, là do vô minh. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nghĩ là tôi cần nói với đại chúng. Cái chỗ đó không có nhận thức chân lý là chúng ta tu, chúng ta làm hoạt động rất là dữ mà không có an lạc. Vì chúng ta cứ sợ hoài à, nơm nớp sợ đủ thứ. Trên đời này có hai thứ nguồn gốc của nguyên nhân đau khổ là ngã và ngã sở hữu. Chấp ngã là chấp cái thân này, muốn trẻ hoài, muốn đẹp hoài, muốn sống hoài là chấp ngã. Và còn sự nghiệp nó cũng vậy. Sự nghiệp làm ăn là nhất định là có cái lúc mà nó lên, nó phát, có lúc nó khựng lại, thậm chí có lúc đó, nó không có phát mà nó còn lỗ lã thâm vốn. Nhưng mà cái người mà làm ăn lớn đó, người ta không sợ cái đó. Tại vì ta quen biết là cái cách, cái quy luật của thị trường, của kinh doanh là nó vậy. Rồi từ cái chỗ thâm vốn đó, người ta phát huy ra, người ta làm cách gì đó để nó thịnh vượng trở lại. Đó là cái người làm ăn lớn nó vậy. Chứ mình làm ăn mà mình muốn nó thạnh tới hoài không bao giờ được. Mình sợ nó khựng lại, khựng lại mình đau khổ là mình đau khổ chết thôi. Chứ không làm sao mà nó đi một leo, nó đi lên hoài được. Thành ra ở đời ta gọi là vinh hư tiêu trưởng. Tất cả sự vật đều vinh hư tiêu trưởng, sự vật hiện tượng đều vậy đó. Đạo Phật gọi là sanh trụ dị diệt. Vậy con người thì sanh lão bệnh tử. Cái đó là đại chúng để ý mà nắm cái chân lý đó, mà tư duy mà tu tập, nó sẽ từ từ nó đem lại sự an lạc cho các vị. Còn bằng không là học hoài, cúng chùa rất dữ, lại Phật rất dữ, mà không đem lại sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, là tu chưa giỏi và chưa phải đạo Phật đâu. Cho nên bây giờ này, cái lần này tôi không có nói nhiều kinh, tôi nói từ 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 để tôi nhắc đại chúng về cái cách thật sự mà thực hành của đạo Phật. Còn cái mà hết bộ kinh đó bây giờ thì bao nhiêu cho đủ. Cũng giống như mình ăn cái chất mà phi hành gia ta đi lên trời, ta ăn cái chất lượng nó không có nhiều, ta ăn cái lượng chứ ta không có ăn cái phẩm, mà nó vẫn no vẫn sống. Chứ nếu mà ăn mà ngày cả tô, mấy tô mấy tô như ở mình đấy, làm sao chở lên trên kia ăn cả năm cho đủ. Cho nên ta ăn cái sinh tố mà ta đủ sống. Thì bây giờ đây là học đạo này cũng vậy, mình học đã lâu năm rồi,
bây giờ mình rút cái tinh ba của Phật giáo để biến nó thành cái chất bổ trong đời sống của mình thì mới gọi là cái người giỏi tu, người đệ tử học đạo tốt. Đó thì hết giờ là dần gần ở đây. Tuần tới vẫn còn học mà. Hả? Chưa, bây giờ là tôi xin nhắc lại là mùng 4 tháng 9 âm lịch tôi mới đi ra Hà Nội. Còn trong tháng 8 này, còn trong tháng 8 này là còn học. Hình như là cái chủ nhật là mùng 1, mùng 2 gì đó, tháng 9 nó còn một bữa chủ nhật nữa. Cho nên là còn trong tháng 8 là còn học, chưa có nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển nam vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.